chung lòng cứu quốc, nước chân rộn vang trên. Khi nhạc sĩ Nguyễn Đình Thi được bác cử giao nhiệm vụ cho là chọn một số bài để thông qua các đại biểu quốc hội, đại biểu quốc dân đồng bào tại Tân Trào đó, thì đưa lên cho bác, thì nhạc sĩ lúc đó nó chỉ có 3 bài thôi. Nhạc sĩ Nguyễn Đình Thi đưa một bài là bài Việt Phát Xít, bài thứ hai là bài Chiến sĩ Việt Minh của nhạc sĩ Văn Cao, bài thứ ba là bài Tiến quân ca lên cho bác và hát cho bác nghe để bác duyệt. Thế thì bác có một cái nhận xét như thế này: bài Diệt Phát Xít của chú Nguyễn Đình Thi là một bài rất hay, dễ phổ cập, ngắn gọn, quần chúng dễ tiếp thu và dễ hát, nhưng không thể chọn làm quốc ca được, tại vì chủ nghĩa phát xít đã tan rã rồi. Thế cho nên là vì thế mà cái bài Diệt Phát Xít nó không hợp nữa nếu chọn làm quốc ca. Bài thứ hai là bài Chiến sĩ Việt Minh, lúc đó tên Chiến sĩ Minh, sau này đổi là Chiến sĩ Việt Nam. Cái bài Bao chiến sĩ anh hùng lạnh lùng gươm ra xa trường, thì cái bài này cũng của nhạc sĩ Văn Cao. Nhưng bác không thể chọn cái bài này được, tại vì cái bài này là bài dài, khó hát. Nếu chọn là bài chào cờ thì nhân dân đứng chào cờ sẽ bị mỏi chân. Cho nên bác chọn bài Tiến quân ca là bài quốc ca cho chính phủ lâm thời. Bài này đầy đủ ý nghĩa, dễ phổ cập. Tiến quân ca nó đồng hành với cuộc cách mạng tháng 8 và nó đồng hành với dân tộc Việt Nam cho đến tận bây giờ. Bài Tiến quân ca vẫn là một cái bài của nhân dân, và chính nhân dân chúng ta đã bảo vệ và tiếp tục gìn giữ cái bài Tiến quân ca này. Bản anh hùng ca của cố nhạc sĩ Văn Cao từng được bạn bè quốc tế bình chọn là một trong những bài hát quốc ca hào hùng nhất thế giới. Và những giai điệu bất hủ đó đã vinh dự xuất hiện trên một hộp nhạc cơ khí mang thương hiệu rất nổi tiếng đến từ Thụy Sĩ, Ruger. Đặc biệt hơn, đây là phiên bản được sản xuất dành riêng cho Việt Nam nhân kỷ niệm 75 năm ngày Quốc khánh mùng 2 tháng 9. Ẩn chứa bên trong hộp nhạc với những âm thanh trong trẻo đầy kiêu hãnh kia là một câu chuyện rất đáng tự hào. Cháu giới thiệu chú, đây là cái hộp nhạc ru của Thụy Sĩ. Và cái điều đặc biệt là hộp nhạc này chơi bài Tiến quân ca. Và cái bài Tiến quân ca là cái bài quốc ca thứ tư trên thế giới là được hãng ru của Thụy Sĩ họ phối lên cái hộp nhạc của họ. Đây cũng là một cái điều mà bất ngờ đối với tôi. Vâng. Thế mà một cái bản kia Tiến quân ca mà để được Thụy Sĩ làm cái này mà lại là bản quốc ca thứ tư trên thế giới để làm quà tặng cho các nguyên thủ quốc gia. Sự thật là rất cảm ơn anh, tôi rất xúc động. Vâng. Trải qua bao thăng trầm của lịch sử, giá trị thời đại, giá trị nghệ thuật của Tiến quân ca đến hôm nay vẫn sáng tỏa, không hề bị lu mờ khuất lấp. Tác phẩm đời đời của cố nhạc sĩ Văn Cao mãi là biểu tượng cho ý chí, khát vọng và niềm tự hào của dân tộc Việt Nam. Trong không khí hào hùng của những ngày kỷ niệm 75 năm cách mạng tháng 8 thành công và quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, mùng 2 tháng 9 năm 1945, mùng 2 tháng 9 năm 2020, âm hưởng của quốc ca, Tiến quân ca như càng thêm ngân vọng, lan tỏa, nhân lên niềm tự hào về truyền thống lịch sử cách mạng, lịch sử dân tộc.